Xin chào các anh chị. Xin chào. À, video bài học này là cái video bài học đầu tiên. À, tôi sẽ nói về quảng cáo trên Facebook. À, để bắt đầu nói về quảng cáo trên Facebook thì à, chúng ta sẽ cần à, có những cái công cụ gì? Thì những cái công cụ để bắt đầu cho quảng cáo trên Facebook à, bắt buộc chúng ta phải có là một là tài khoản Facebook profile. Đây, đây là cái nick tài khoản Facebook profile cá nhân của tôi đây. À, tôi đang quay màn hình cùng với các bạn luôn nha. Rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ phải cần có thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ thanh toán quốc tế để làm gì? Chúng ta mua quảng cáo của Facebook thì chúng ta phải trả tiền cho họ. Và vì Facebook là một cái đối tác ở nước ngoài cho nên là chúng ta phải sử dụng thẻ thanh toán quốc tế thì mới thanh toán được cho họ. Và cái thẻ thanh toán này là thẻ gì? Thì chúng ta có thể sử dụng thẻ Visa hoặc thẻ Master hoặc là công cụ paypal.com hay còn đọc tiếng Anh đọc là PayPal đúng không ạ? À, một cái công cụ là thanh toán trực tuyến. Thế thì À, các bạn sử dụng thẻ visa hoặc master của một số các ngân hàng thì cũng cần hết sức lưu ý bởi vì à, không phải là ngân hàng nào cũng à, có thẻ là sử dụng được bởi vì cái tình trạng mà à, thẻ bùng thẻ lậu ở việt nam rất là nhiều và à, những nhà quảng cáo chạy bùng chạy lậu đã làm cho à, một cái lượng đầu thẻ đã bị vô hiệu hóa cho nên chúng ta nên sử dụng thẻ của những ngân hàng à, chúng ta cần phải tìm hiểu đó là những ngân hàng hiện nay được facebook mà chưa bị à, từ chối À, thí dụ những cái ngân hàng mà có cái, cái khả năng làm thẻ rất là khó, à, thí dụ như là các bạn có thể sử dụng những cái thẻ của VB Bank hay của VIB à, hoặc là những cái thẻ đặc biệt là thẻ à, tín dụng của các ngân hàng lớn thì rất là ok. Thế còn những cái thẻ mà của những ngân hàng mà làm rất là dễ như là ví dụ như ACB chẳng hạn thì cái tỷ lệ sai hỏng cái tỷ lệ từ chối rất là cao. Thế cái 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 tình trạng đó thì các bạn phải cập nhật và tùy từng thời điểm. Tức là mỗi một cái thời điểm thì nó sẽ chết một số đầu thẻ của một số ngân hàng và sau đó thì ngân hàng đó họ lại phát hành những cái đầu thẻ khác thì nó sẽ không không bị. Thì cái thẻ đấy thực ra là nó không làm sao cả, cái thẻ đấy nó thanh toán ở bất kể một cái công cụ nào khác đều vẫn ok. Tuy nhiên là chỉ bị Facebook nó từ chối thôi, chỉ riêng trên trên Facebook thôi. Lý do từ chối không phải là do ngân hàng, cũng không phải là do uh, do do chúng ta làm gì cả mà lý do từ chối là cái tỷ lệ cái người dùng cái mã đầu thẻ đấy uh, nó bùng lậu là khá là nhiều cho nên là cách làm là Facebook nó từ chối, à, nó giống như nó bảo vệ nó và thà rất nhầm còn hơn bỏ sót. nên đôi khi thỉnh thoảng mà các bạn áp thẻ vào tài khoản quảng cáo ấy, thì nó có hiện tượng như vậy thì tôi báo trước cho mà biết thôi nha. À, cái công cụ số 3 là tôi vừa nói đến đó chính là tài khoản quảng cáo. tài khoản quảng cáo thì được tạo ra ở trên cái Nick Profile à, khi đưa đó áp thẻ vào là xong. trong tài khoản quảng cáo thì nó lại chia ra làm hai dạng là tài khoản quảng cáo cá nhân và tài khoản quảng cáo doanh nghiệp trình doanh nghiệp thì hiện nay Facebook có xu hướng là muốn ép mọi người à, sử dụng trình doanh nghiệp nhiều hơn thì có vẻ như là đấy là một cái giải pháp để quản lý à, tốt hơn cho Facebook trong cái chuyện là à, tránh bị mất tiền bùng lậu nhiều hơn đúng không? À, tôi không chắc về điều đó nhưng tôi chỉ đang phân tích như thế. Ừ, thì có hai cái tài khoản đúng không? Tài khoản cá nhân. Thì ví dụ như bây giờ các bạn à, add cái thẻ quảng cáo này vào thì chúng ta sẽ có tài khoản quảng cáo nhân. À, sau đó thì các bạn có thể nâng à, trình nó lên thì chúng ta sẽ thấy là À, nó sẽ có cái phần à, liên quan đến à, tài khoản quảng cáo đấy chúng ta bấm vào đây tạo quảng cáo thì chúng ta sẽ ra được những cái tài khoản quảng cáo khác nhau đấy hoặc là đây này à, đây là những cái tài khoản có hình cái chiếc cặp này thì chính là à, cái tài khoản quảng cáo mà gọi là trình quản lý doanh nghiệp đấy. thì trong này nó sẽ chứa đựng các cái tài khoản quảng cáo con được chưa ạ Vâng thì tôi sẽ à, cho các bạn xem tôi sẽ hướng dẫn à, và sau đó thì cái cái tài khoản thứ tư, cái công cụ thứ tư mà các bạn cần đó chính là fanpage thì fanpage tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo rồi ở ngoài miền bắc thì người ta hay đọc là fanpage trong miền nam người tôi thấy các bạn hay đọc là fanpage à, thế thì pay hay page thì cũng được không quan trọng thậm chí các bạn gọi nó là trang facebook cũng không sao cả nha thì cái này do thuận miệng thôi thì miền bắc tôi là dân miền bắc mà tôi sẽ đọc là fanpage đúng không thì các bạn sẽ tạo fanpage thì tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi sau đó thì các bạn tạo các bài viết trên đấy để các bạn chạy quảng cáo thôi. Đấy là bốn cái công cụ cơ bản và bắt buộc phải có thì mới chạy được. Thế còn những cái công cụ mà không bắt buộc mà chúng ta có thể sử dụng. thí à, dụ như là các bạn có thể cần đến website hoặc là landing page trong trường trường hợp một số mà các bạn chạy quảng cáo để truy cập để tăng cái truy cập trên website hoặc là tăng cái truy cập trên uh, trên landing page của mình. Đó, à, hoặc là các bạn có thể sử dụng email marketing À, số hotline để gọi hoặc là các bạn có thể sử dụng các phần mềm CRM để quản lý khách hàng vân vân thì cái đấy nó thuộc về những cái phần mà giá trị gia tăng phần thêm à, không nằm trong phần bắt buộc nha. nhưng mà nhìn chung ấy là tôi sẽ nói lại này có profile này, à, có thẻ này, có tài khoản quảng cáo này, có fanpage đấy là bắt buộc. À, có website thì là tốt, có email marketing là tốt kiểu kiểu như vậy nhá thì đấy là để chúng ta bắt đầu. Đấy, thế sau khi mà chúng ta À, đã có tài khoản quảng cáo rồi thì à, chúng ta như, có thể bấm vào đây như tôi vừa nói là bấm vào nút tạo Và chúng ta chọn tạo quảng cáo Đấy. Thì đây là cái giao diện mới nhất của Facebook à, Họ cho chúng ta làm Hoặc là chúng ta cũng có thể bấm vào đây Chúng ta chọn quản lý quảng cáo Đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ ra cho chúng ta danh sách à, rất nhiều các cái tài khoản quảng cáo khác nhau Đấy Được chưa ạ? Thì À, đây chính là cái giao diện à, cơ bản nhất của Facebook à, chạy quảng cáo bằng trình quản lý quảng cáo à, chạy quảng cáo bằng trình quản lý quảng cáo nha tính đến ngày hôm nay à, tính đến ngày hôm nay là tháng 3 năm 2020 thì vẫn đang sử dụng cái giao diện này Tại sao tôi lại phải nói đến ngày hôm nay bởi vì là có thể một tháng sau hai tháng sau thì à, Facebook có thể cập nhật cái giao diện nó sẽ khác một chút thì lúc đó nếu như giả sử mà các bạn học cái khóa học này À, năm 2022 chẳng hạn thì, thì có thể là cái giao diện nó sẽ bị khác các bạn hiểu ý tôi không? thì lúc đó các bạn phải phải chú ý một chút thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn à, và cái giao diện này thì tôi cũng nói luôn là um, cái cái quá trình làm video này nó cũng không hề dễ dàng. Thế cho nên là mà Facebook thì nó cập nhật mà nó không hề báo trước nên đôi khi chúng ta mua những cái bộ khóa wow, học nó sẽ nó sẽ bị chậm. Đấy. Mặc dù tôi là đã từ 2014 tôi đã có 2014, 15, 16, 17, 18, 19 tôi đã có 6 phiên bản rồi và phiên bản này là phiên bản số 7 là 2020 được chưa thì các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn nhìn thấy là cái cái này là cái giao diện chạy quảng cáo của trình quản lý quảng cáo trên nền tảng laptop hoặc là desktop tức là máy tính thế còn nếu mà các bạn muốn chạy quảng cáo ở trên điện thoại di động thì tôi đã có một cái khóa học dành riêng cho các bạn là chạy trên điện thoại di động cũng là 2020 nhưng mà thao tác trên điện thoại di động là khác nhá cái này là thao tác trên máy tính thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn cả hai khóa học vừa trên uh, PC laptop hoặc là vừa trên uh, mobile các bạn hiểu ý tôi không ạ? Rồi thì tôi thường làm trên mobile bởi vì là nó sẽ giúp tôi um, thao tác dễ hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn bởi vì uh, cái diện tích nó lớn và rồi thì nó có bàn phím tôi đánh được. Thế còn trên mobile thì cái cái khả năng nó hạn chế hơn. Đó. Thế nhưng mà có những người thì ví dụ như ở nông thôn hoặc là uh, không sử dụng tốt về máy tính thì các bạn có thể sử dụng điện thoại di động hoặc là hoặc là hoặc làm uh, iPad đều ok vâng ở đây thì các bạn nhìn vào đây bắt đầu nhá tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, cái giao diện của nó gồm những cái gì Đấy. thì các bạn nhìn thấy ở đây cột bên trái là thứ tự cái thứ tự trình tự mà chúng ta sẽ thao tác để mà uh, chúng ta hoàn thành một chiến dịch quảng cáo vâng ở giữa đây đúng không ạ thì chúng ta nhìn thấy là nó hỏi chúng ta là các mục tiêu tiếp thị là gì tiết thị ở đây nó dịch từ marketing mục tiêu là objective vâng thì nó trả lời cho câu hỏi là mục tiêu bạn chạy quảng cáo là gì cái từ tiết thị để bạn có thể hiểu đấy là từ quảng cáo ok thì nó chia làm ba cột nó chia làm ba cột và chúng ta đếm cột thứ nhất là cột nhận thức thì có hai cái là nhận thức về thương hiệu và số người tiếp cận cột thứ hai là cột cân nhắc và chúng ta có hai bốn sáu sáu cân nhắc lưu lượng truy cập đúng không ạ tương tác vâng số người cài đặt đúng không ạ ứng dụng số lượt vâng số lượt xem video vâng tìm kiếm khách hàng tiềm năng tin nhắn đấy với mỗi một cái khác nhau là nó có giao diện khác nhau à, cột này là cột chuyển đổi thì có chạy chuyển đổi à, chạy doanh số theo danh mục vâng và chạy lượt ghé thăm khách hàng à, riêng trong mục tương tác thì lại chia ra làm à, tương tác bài viết lượt à, thích trang và phản hồi sự kiện à, mỗi một cái mà các bạn bấm vào nó sẽ thay đổi cái cột bên trái này đúng không ạ nó sẽ thay đổi đấy bởi vì à, cái thao tác nó sẽ khác nhau một chút rồi thế bây giờ dừng lại nhé tôi sẽ giải thích à, cái mục tiêu tiếp thị ở đây nó gồm là cái gì và tại sao nó lại nó lại có nhiều như vậy thì thứ nhất là à, Facebook là cái nền tảng mạng xã hội dành cho toàn cầu và đây là người ta gọi tiếng anh là One platform for all tức là chỉ có một nền tảng mà dành cho tất cả mọi người. Vì vậy Facebook nó thiết kế ra rất nhiều các mục tiêu khác nhau để gì? Ví dụ như thầy Phan Anh có mục tiêu là chạy tương tác, thế nhưng mà bạn lại có mục tiêu là chạy video, bạn khác lại có mục tiêu là chạy à, app ứng dụng, bạn khác lại muốn chạy tin nhắn. À, thì càng nhiều người à, có cái sự thỏa mãn, càng nhiều người à, có thể sử dụng được nền tảng này thì mình đều có thể làm. Um, sử dụng được nhiều hơn và làm tăng được doanh thu cho Facebook. Chứ còn nếu mà chúng ta hạn chế số lượng người sử dụng hoặc là chúng ta hạn chế các tính năng thì số người sử dụng được ít hơn và chúng ta không tăng được doanh thu, đúng không? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cột bên trái là cột nhận thức. Cột nhận thức thì tức là cái gì? à Ví dụ như là mục tiêu của chạy quảng cáo nhận thức, tức là tiếng Anh nó gọi là awareness, tức là mục tiêu của chúng ta không phải là tương tác không phải là truy cập không phải là đơn hàng mà chỉ để biết thôi để có thôi Tức là nếu các bạn có mục tiêu rằng là để người ta biết đến mình thì chúng ta chạy mục tiêu nhận thức đấy mục tiêu nhận thức về thương hiệu tức là bạn muốn mở mới mở một cái shop hay một cái siêu thị sau đó bạn chạy để cho người ta biết đến cái siêu thị của mình thì bạn có thể chạy cái chiến dịch này thì cái giá thầu nó rất là, là rẻ bởi vì nó mục tiêu của nó là là tiếp cận được nhiều người nhất có thể chứ không phải là nhấp 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 vào tương tác đúng không? Thế còn nếu mà các bạn muốn uh, chạy truy cập đúng không? Các bạn muốn chạy truy cập tức là từ cái quảng cáo đấy bấm vào nó sẽ chạy về website của bạn thì uh, các bạn sẽ chọn cái này. Nếu bạn muốn chốt đơn trên trên truy cập trên website, thí dụ như bất động sản, thí dụ như xe hơi, uh, mình rất là khó để có thể làm chốt đơn ngay ở trên fanpage được thì mình có thể chạy trực tiếp trên fanpage hoặc là từ đưa từ fanpage về website của chúng ta đấy muốn chạy lưu lượng truy cập thì bắt buộc chúng ta phải có website thì cái này là cái cái công cụ số 5 mà tôi vừa nói là công cụ có thể bắt buộc không bắt buộc rồi chạy tương tác thì chúng ta sẽ không bắt buộc phải có website chúng ta chỉ cần fanpage chúng ta đăng bài trên fanpage và chúng ta bỏ tiền vào để cho nhiều người người ta tương tác với cái bài viết đó nhiều hơn đúng không ạ à, chúng ta có thể tương tác bài viết hoặc là tương tác thích trang hoặc là phản hồi sự kiện Đấy thế còn cái số lượt cài đặt ứng dụng là cái gì? tức là ví dụ như các bạn là một cái nhà phát triển app app trên điện thoại di động ấy, đúng không? thí à, dụ như là các bạn làm đây chúng ta nhìn thấy có rất nhiều các app như thế này thì à, bây giờ các bạn đang phát triển một cái phần mềm như là zalo hay là tinder hay là abc gì z gì đấy thì các bạn muốn có nhiều người cài đặt hơn đúng không? đấy thì à, các bạn có thể chạy quảng cáo trên facebook và sau đó người ta bấm vào người ta sẽ cài đặt à, rất nhiều các ứng dụng khác nhau đúng không những ứng dụng nghe nhạc xem phim giải trí chơi game uh, banking rồi thì lịch làm việc rồi thì chat chít gì đó rồi quay phim chụp ảnh gì đó rất nhiều ok thì bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng cái số lượt cài đặt ứng dụng đúng không uh, số lượt xem video tức là chúng ta có một cái video và chúng ta muốn uh, khách hàng của chúng ta um, truy cập vào đó uh, xem cái video đó đúng không ví dụ như là chúng ta quay một cái video giới thiệu về nhà hàng về spa về món ăn à, hoặc là về cái bộ sưu tập thời trang mà chúng ta muốn người ta xem thì chúng ta đăng lên fanpage để chúng ta bỏ tiền vào đó để cho người ta chạy để cho người ta tiếp cận cái video đấy à, tất nhiên thì chúng ta cũng sẽ đưa lên rất nhiều các nền tảng khác để tăng được cái truy cập nhưng mà không sao cả à, đây là cái mà muốn chạy quảng cáo bằng video thì bắt buộc là chúng ta phải có video đăng lên fanpage và chạy ok tìm kiếm khách hàng tiềm năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì à, cái quảng cáo này là cái quảng cáo mà khi một người nhấp vào quảng cáo loại này thì ngay lập tức trên điện thoại hoặc là trên máy tính của họ sẽ nhảy ra một hộp thoại tiếng anh nó gọi là pop up tức là một cái dạng hộp thoại nó bật ra và nó cho sẵn mình điền những cái thông tin họ và tên số điện thoại email và một số câu hỏi mà facebook cho phép chúng ta thiết lập thì ví dụ như bạn bán ô tô hay bán bất động sản hay bán bảo hiểm hay là bán các cái tour du lịch thì các bạn có thể chạy tìm kiếm ngành tiềm năng tức là mình sẽ không chốt đơn ngay đấy thì chúng ta thử cái phương pháp này nha và à, tiếp theo đấy là chạy tin nhắn tức là chúng ta có thể là à, để người ta bấm vào cái nút tin nhắn đấy người ta chat với chúng ta anh ơi cái áo này bao tiền anh ơi cái iphone này bao tiền anh ơi cái ipad này bao tiền kiểu kiểu như thế thì à, chúng ta chạy tin nhắn và chạy tin nhắn thì nó có thể dạng là à, tin nhắn vào inbox hoặc là tin nhắn hiển thị trong phần messenger à, khi chúng ta lướt Facebook trên Messenger thì chúng ta vẫn thấy có quảng cáo, đúng không ạ? Chúng ta vẫn thấy có quảng cáo như này. À, chúng ta nhìn thấy có chữ um, AD, có chữ AD ở bên cạnh, nó lẫn vào các cái tin nhắn trong Messenger. Thì như tôi đã nói, bản chất của cái việc này chính là Facebook mong muốn có nhiều vị trí hiển thị quảng cáo hơn và Facebook muốn thu được nhiều tiền quảng cáo hơn. Bây giờ bất kể chỗ nào thì Facebook cũng đều khai thác quảng cáo hết, từ New Feed cho đến Story. À, cho đến Messenger, cho đến Instagram và sau này sẽ là WhatsApp nữa. À, tất cả các nền tảng như vậy đều có thể uh, giải quyết được cái việc đấy. OK, được chưa ạ? Tiếp tục là sang cột thứ ba là cột chuyển đổi, tức là mục tiêu lúc này bạn muốn chạy quảng cáo để tăng số chuyển đổi. Khái niệm chuyển đổi ở đây tiếng Anh nó gọi là conversion. Conversion tức là um, giữa các cái thao tác từ bước này sang bước này thì người ta được gọi là một chuyển đổi. Thí dụ như bạn truy cập vào fanpage được coi là một chuyển đổi Nhưng từ page có về web hay không thì lại là một chuyển đổi Và vào web rồi bạn có cho hàng vào giỏ hay không thì lại được gọi là một chuyển đổi Và cái chuyển đổi quan trọng nhất đấy là chuyển đổi trở thành khách hàng à, Người ta thường bắt đầu từ một cái gọi là khái niệm là lead Tiếng Anh là LEAD, lead Lead tức là gồm có tên, số điện thoại, địa chỉ, facebook, email vân vân Và họ mình biết chính xác là họ đang quan tâm đến gì Tôi mới chỉ nói là quan tâm thôi À, tôi không không dám nói đấy là họ sẽ mua bởi vì sau đấy là còn phải liên quan đến giá cả dịch vụ giao hàng vân vân mây mây uy tín thế này thế khác nữa à, rất nhiều các cái vấn đề thì chúng ta cần phải phải xem được chưa? Đấy thì chúng ta chạy chuyển đổi hoặc là doanh số theo danh mục hoặc là chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo Facebook để tăng lượt truy cập vào vào cửa hàng của chúng ta kiểu đến cửa hàng đấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tăng lượt ghé thăm khách hàng thì chúng ta cũng có thể chạy tương tác Chúng ta lại chạy tương tác bằng cách là mình đăng cái bài viết ở trên fanpage là cửa hàng của tôi ở đây, đến đây mua thì được giảm giá 50 70% thì cũng sẽ làm tăng lượt ghé thăm khách hàng, được chưa ạ? Thì tôi kết luận với các bạn như thế này, chúng ta có 2, bên này chúng ta có 6, bên này chúng ta có 3. Như vậy là tổng là 11 mục tiêu tiếp thị. Riêng trong mục tương tác này có 3 thì chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? 11 cộng thêm 2 là 13 mục tiêu thiết thị nha chúng ta có 13 mục tiêu tiếp thị và với người Việt người Việt người Việt Nam chúng ta thì hầu như mọi người chạy gọi là ưu tiên nhất là chạy tương tác rất nhiều thứ hai sau đó mới chạy truy cập lưu lượng này thứ ba là chạy số lượt xem video và thứ tư là chạy tin nhắn thứ năm là chạy tìm kiếm hai tiềm năng đấy còn một số đặc thù thì chạy app thì bắt buộc phải chạy cái này rồi thế còn những cái khác thì hầu như mọi người cũng có chạy nhưng không nhiều bằng Đấy, cho nên tôi sẽ tập trung vào một số các video bài học hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách thức chạy quảng cáo tương tác bài viết cách thức chạy quảng cáo lưu lượng truy cập à, hoặc là cách thức chạy quảng cáo số lượt xem video những cái khác các bạn có thể làm tương tự bởi vì mỗi một cái thao tác thì nó cũng gần gần giống nhau mà thôi được chưa ạ vâng à, tôi xin phép được kết thúc cái video này để cho nó ngắn À, tôi sẽ tiếp tục một cái video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn các bước để thao tác và nhắm chọn quảng cáo rất là kỹ rất là chuyên sâu nó có thể lên tới cả thời gian thời lượng lên tới cả tiếng đồng hồ được chưa tôi sẽ kết thúc cái video này bằng cái à, tóm tắt như sau một là muốn chạy quảng cáo được thì các bạn phải có à, tài khoản quảng cáo mà muốn có tài khoản quảng cáo thì phải có thẻ thanh toán quốc tế à, phải có nick profile chưa từng chạy quảng cáo còn nếu mà chạy bị vô hiệu hóa rồi thì không sử dụng được Đấy chưa? cho nên các bạn nên có nhiều nick profile chất các bạn nên có nhiều thẻ sẵn và các bạn cũng nên có nhiều tài khoản quảng cáo sẵn bởi vì nó có hiện tượng là vô hiệu hóa tài khoản nha vô hiệu hóa tài khoản tức là nó không cho mình chạy quảng cáo nữa có thể là do mình chạy quảng cáo vi phạm chính sách này nọ của nó ok và tiếp tục là tôi có giới thiệu với các bạn là 13 cái mục tiêu tiếp thị à, và à, trong từng cái mục tiêu tiếp thị này nó là cái gì ý nghĩa nó như nào tôi đã hướng dẫn sơ bộ rồi để các bạn có hình dung thêm nha và tôi cũng hướng dẫn cho các bạn là có hai cách để chạy một là trên nền tảng PC desktop và hai là nền tảng uh, mobile thì cả hai cái cách này tôi cũng đều có những cái video hướng dẫn cho các bạn vâng nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là yêu cầu nào xin vui lòng liên hệ với giảng viên nguyễn phan anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp chắc chắn là các bạn sẽ nhận được những cái giá trị và những cái thông tin rất tuyệt vời để giúp cho các bạn uh, tăng được doanh số giảm được giá thầu uh, rồi thì chốt đơn thành công hơn và kiếm được nhiều tiền hơn tại sao không nhỉ hãy liên hệ và thử nghiệm đúng không ok một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video báo này xin chào